Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay và để ủng hộ uh, kênh của chúng tôi thì quý vị sẽ có rất là nhiều phương pháp biện pháp. Uh, đầu tiên là quý vị hãy tăng cường tương tác. Bấm like, ấn đăng ký kênh hay là bình luận thật nhiều. Uh, YouTube sẽ đánh giá rất cao những cái kênh nào mà thu hút được những cái lượng like lớn và bình luận lớn. Và quý vị hãy bấm like giúp chúng tôi. Cái hình ngón tay cái trỏ lên như thế này cũng là cách để giúp chúng tôi biết được rằng là quý vị đang nghe được âm thanh rõ ràng hình ảnh rõ ràng mong rằng quý vị hãy phát cho chúng tôi một cái tín hiệu cho chúng tôi biết rằng là mọi thứ đang ổn cũng đồng thời là tăng tương tác giúp chúng tôi quý vị cũng có thể đăng ký các super super sticker trực tiếp ở trên cái livestream hoặc là quý vị tham gia làm hội viên đăng ký làm hội viên của kênh cũng là một cách giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính À, chúng tôi mong muốn rằng là sẽ luôn luôn uh, có thể là đồng hành cùng quý vị và mang đến cho quý vị những tin tức sốt dẻo nhất trong khả năng của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ với nhau uh, những câu chuyện như thường lệ từ chiến trường Ukraine thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, à, gần đây thì uh, đã diễn ra một cái uh, sự kiện cũng khá là chấn động mà tôi phải chia sẻ ngay. Đó là một vụ tấn công của Nga vào cái vùng Kharkiv. Một quán cà phê tại Kharkiv. Và nó đã khiến cho 51 người thiệt mạng, 51 thường dân thiệt mạng. Tổng thống Zelensky đã cáo buộc là Moscow đã gây hấn diệt chủng sau khi mà bắn tên lửa trúng một cái tòa nhà tại làng Horozha của tỉnh Kharkiv. Làng Horozha này là một cái khu dân cư mà ở cái khu vực Kharkiv Cái nơi mà cũng khá là gần tiền tuyến Phía Ukraine cáo buộc là Nga đã gây hấn tàn bạo và mắc tội diệt chủng Sau khi mà một tên lửa bắn trúng quán cà phê trong một buổi lễ tưởng niệm Ở một cái ngôi làng ở vùng Kharkiv 51 người thiệt mạng, một con số quá lớn thưa quý vị Đây có vẻ như là một trong những vụ tấn công và gây thương vong nặng nề nhất trong chiến tranh Ukraine Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường Và vụ tấn công này xảy ra lúc 1 giờ 15 chiều Tại làng Horoza, huyện Kupians, phía đông bắc tỉnh Kharkiv Zelensky đã mô tả trên Telegram đây là một tội ác cực kỳ tàn bạo của Nga Một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một cửa hàng tạp hóa bình thường Một hành động khủng bố hoàn toàn có chú ý Tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người đã mất đi người thân Bộ trưởng nội vụ Ukraine Ihor Klimenko cho biết rằng là số người thiệt mạng là 51 người và việc phân tích các mảnh vỡ đang diễn ra. Ông Klimenko nói thêm rằng các nạn nhân đã tụ tập ở cái quán này để mà tưởng nhớ một dân thường đã thiệt mạng tại Horozha Cái vùng này có, cái cái làng này có 330 người và 50, 51 người đã thiệt mạng rồi. Lực lượng Ukraine đã giành lại ngôi làng này vào năm ngoái trong cái cuộc phản công mạnh mẽ tại Kharkiv và nơi này nó nằm cách tiền tuyến khoảng độ 40 km. Hiện tại thì tiền tuyến ở khu vực này đang diễn ra các cái cuộc giao tranh rất là ghê gớm tại khu vực uh, Kupians. Những cái trận giao tranh quyết liệt để mà kiểm soát thị trấn Kupians và cái khu rừng gần đó. Um, đoạn video từ Horozha cho thấy là các cái thi thể nằm trên bãi cỏ và các nhân viên cứu hộ họ đang dọn dẹp các cái đống đổ nát. Và cái quán cà phê đó bị xóa sổ hoàn toàn Theo những cái cuộc điều tra ban đầu Thì Nga đã nhắm mục tiêu vào quán cà phê Bằng tên lửa đạn đạo Iskander Và Ukraine cho biết là lúc đó có khoảng 60 người Đang ở trong cái quán này Và họ đang ăn trưa Để mà tưởng niệm một người dân làng vừa qua đời trước đó và 10% trong số khoảng 500 dân số của ngôi làng này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Và các quan chức thì cho biết đây là một cái vụ mà tồi tệ nhất Cái vụ tấn công gây thiệt mạng tồi tệ nhất từ trước đến nay ở tỉnh Kharkiv Kharkiv cũng là nơi chứng kiến những cuộc đánh bom tấn công tên lửa dữ dội nhất của Nga Ở cái vùng Đông Bắc kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu Ông Zelensky thì nói rằng là Uh, vụ tấn công mới nhất này cho thấy cái sự khủng bố của Nga phải bị ngăn chặn và tất cả những người giúp Nga lách lệnh trừng phạt đều sẽ là tội phạm. Tất cả những ai ủng hộ nước Nga cho đến nay đều là đang ủng hộ cái ác. Ông này nói rằng là Nga uh, tấn công khủng bố vụ này chỉ vì một mục đích là biến hành động xâm lược diệt chủng của mình trở thành một chuẩn mực mới cho toàn thế giới. Và tôi đang cảm ơn mọi nhà lãnh đạo, mọi quốc gia đã hỗ trợ chúng tôi bảo vệ cuộc sống của người dân. Vụ tấn công này diễn ra trong lúc mà chính phủ Ukraine họ đang nói chuyện và làm việc với các nhà lãnh đạo châu Âu về cái việc là tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của họ. Khả năng phòng không được cho là một trong những điểm yếu mà Ukraine liên tục bị Nga khoét vào. Và điều này nó sẽ khiến cho mùa đông tới đây nó sẽ rất là dữ dội Ukraine đây. Cuộc tấn công vào Kharkiv này nó cho thấy rằng là một mùa đông khắc nghiệt đang chờ đợi người Ukraine Có vẻ như nó sẽ mở đầu cho cái loạt tập kích vào mùa đông như thường lệ của Nga Năm ngoái cũng như vậy, cũng có những cụ vụ tấn công như vậy Ông Zelensky thì đang hiện đang tham dự một cái hội nghị quốc tế tại Tây Ban Nha Và ông nói là chúng tôi sẽ đáp trả những kẻ khủng bố một cách song phẳng và mạnh mẽ Bộ trưởng quốc phòng mới của Ukraine là ông uh, Umayroy cho biết là vụ tấn công này là tàn nhẫn và có chủ ý và đang thảo luận với các đồng minh việc bổ sung thêm hệ thống phòng không để bảo vệ đất nước thoát khỏi những kẻ khủng bố. Chúng ta nói như vậy. Moscow thì chưa bình luận gì về cuộc tấn công này. Trong suốt cuộc chiến kéo dài 19 tháng thì nga nhiều lần đã nhắm mục tiêu vào dân thường và các cái vật, các cái cơ sở hạ tầng dân sự tại Ukraine. Một điều có thể giải thích cho điều này đó là các tên lửa của Nga dùng là có độ chính xác không cao, cho nên khi mà nó đánh trượt khỏi mục tiêu thì nó đồng thời sẽ bay lạc vào các khu dân cư này. Đó là đứng từ góc độ khách quan có thể nhận định là những tên lửa không chính xác của Nga, những tên lửa từ thời Liên Xô. Nó có thể là tác nhân. Tuy nhiên, vụ tấn công này thì lại được cho là dùng tên lửa Iskander. Nếu như vậy thì có vẻ như là cái việc mà Nga nhắm bắn nó không chuẩn xác. Tháng trước cũng có một cuộc tấn công tại thành phố miền đông Ukraine Khiến cho ít nhất là 17 thường dân thiệt mạng Nhưng sau đó thì người ta nói rằng đó có thể là do một tên lửa bắn nhầm của Ukraine Và đó là một tai nạn bi thảm Vài giờ sau cuộc tấn công ở Kharkiv này thì Tổng thống Putin đã tăng cường cái sự hùng biện về hạt nhân của mình và nói rằng Nga đã thử thành công tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik đây là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và gần như đã hoàn thành công việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Shmaz có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ông Putin đã tiếp tục đe dọa và nói rằng là trong trường hợp nga bị tấn công thì không kẻ thù nào có cơ hội sống sót ông ấy phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận Vandai thường niên một cái nghiên cứu trực thuộc điện kremlin tại uh, sochi Ông Putin nói rằng là ông không chắc là liệu chúng ta có cần tiến hành các vụ thử hạt nhân hay không và nói thêm rằng là Moscow có thể thu hồi về mặt lý thuyết việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân quốc tế. Ông cũng lặp lại một số bất bình của mình với phương Tây trong bài phát biểu và cho rằng là ảnh hưởng của phương Tây trên thế giới là một kế hoạch Ponzi khổng lồ. Nhà trắng cũng đã lên án cái vụ tấn công vào quán cà phê và cửa hàng tạm hóa tại Kharkiv này còn thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng là vụ tấn công đã chứng tỏ mức độ xa đọa mà các lực lượng nga sẵn sàng làm ra. Josep Borrell, nhà ngoại giao của phía EU, nhà ngoại giao hàng đầu EU nói là vụ tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường là một tội ác chiến tranh và giới lãnh đạo nga tất cả chỉ huy thủ phạm và đồng phạm của những hành động tàn bạo này sẽ phải chịu trách nhiệm sẽ không có sự miễn trừ cho tội ác chiến tranh, nó như vậy. Và thưa quý vị và các bạn, ông Putin dường như là đang thúc đẩy một cái kế hoạch tạo ra một cái loại tên lửa siêu tên lửa có khả năng bay khắp toàn cầu, như lời ông Putin nói. Ông tuyên bố là Nga đã thực hiện thành công cái cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân thế hệ mới của mình và khả năng của nó là rất đáng kể. Nó có thể bay khắp toàn cầu. Như tôi đã nói, cái loại tên lửa này tên là Burevestnik, một tên lửa hành trình có tầm bay khắp toàn cầu mang đầu đạn hạt nhân, có động cơ nguyên tử và Nga đã phát triển tên lửa này từ năm 2018. Ít nhất là như vậy. Chương trình phát triển tên lửa Burevestnik được ông Putin công bố từ tháng 3 năm 2018. Và đây là một phần trong dự án rộng lớn hơn của Nga để phát triển thế hệ tên lửa siêu lục địa và siêu thanh mới. Trong số đó có tên lửa đạn đạo Kinzhan và phương tiện bay âm Avangard. Tháng 3 năm 2018 thì ông Putin đã từng nói trước Quốc hội Liên bang Nga rằng là Mục tiêu của Nga là đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong thế giới trong nhiều thập niên tới, bao gồm cả tên lửa Burevestnik và Shamat. Putin nói rằng đó là một tên lửa tàng hình bay tầm thấp, mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn gần như không giới hạn, quỹ đạo không thể đoán trước và khả năng vượt qua danh giới đánh chặn. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích phương Tây cho rằng là chương trình phát triển siêu tên lửa của Nga đã gặp rắc rối với một số cuộc thử nghiệm thất bại. Vào năm 2019, sáng kiến đe dọa hạt nhân một nhóm phân tích nguồn mở cho biết là tên lửa Burevestnik đã được thử nghiệm 13 lần, trong đó có 2 lần thành công một phần còn lại là thất bại hết. Còn giám đốc tình báo quốc phòng Anh là Jim Hockenhull từng đưa ra cảnh báo về tên lửa Burevestnik này và nói rằng là Moscow đang thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với tốc độ cận âm. Tên lửa này có thể bay tới bất cứ điểm nào trên thế giới và có thể tấn công từ những đường hướng không ngờ tới. Và nó có thể bay gần như vĩnh viễn nhờ động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và ông Hockenhull cảnh báo là các siêu vũ khí sẽ giúp Nga tăng cường năng lực răn đe với các đối thủ NATO gọi cái tên lửa Bure... Burevestnik này là Skyfall Có nghĩa là bầu trời sụp đổ Và cái tên lửa Skyfall này Được cho là một trong những cái thứ răn đe của Nga đây Tôi thì chưa rõ lắm về hiệu năng của Skyfall đến đâu Nhưng có thể nói rằng là đây cũng sẽ là một loại tên lửa trở thành đối thủ của các cái tên lửa của Mỹ và phương Tây. Tên lửa Skyfall này thì thực sự là nó có cái tầm bắn và có cái động năng hoạt động gần như là không giới hạn bởi vì nó chạy bằng động cơ hạt nhân. Nó không chỉ mang đầu đạn hạt nhân mà nó còn chạy bằng động cơ hạt nhân thưa quý vị. Chứ không phải động cơ như cả các cái nhiên liệu rắn đâu. đó là một câu chuyện mà chúng ta sẽ phải theo dõi thêm bure vesnik quý vị hãy nhớ đến cái tên của nó và ông putin đã tuyên bố là nó sẽ thách thức mọi hệ thống phòng không hiện tại tất nhiên về mặt lý thuyết thì nó có thể hoạt động tàng hình ở tầm thấp có nghĩa là các radar thì sẽ không phát hiện được nó bởi vì nó bay tầm thấp và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới hiện nay Dường như nó sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 Sớm hơn so với thời gian mà tình báo Mỹ đưa ra dự đoán Và nếu được đưa vào hoạt động đầy đủ Thì Nga có thể là phóng cái tên lửa Burevestnik này từ lục địa châu Á Lập trình để chúng có thể là bay qua Thái Bình Dương Tới gần Nam Mỹ và xâm nhập vào không phận Mỹ từ vịnh Mexico Cái nơi được cho là yếu nhất của Mỹ Và nếu được triển khai thành công thì tên lửa này sẽ là vũ khí chưa từng có tiền lệ Mục đích của nó được cho là tương tự như tên lửa hành trình hải quân tầm xa Tomahawk của Mỹ Tuy nhiên tầm bắn của Tomahawk chỉ là 2.500 km thôi Còn cái loại này thì có tầm bắn dường như là không giới hạn Theo lời quảng cáo của phía Nga như vậy Tất nhiên những vũ khí của Nga mà được quảng cáo thì chúng ta cũng phải chờ đợi để họ xem là họ sử dụng trên chiếu trường như thế nào cũng rất nhiều vũ khí họ quảng cáo rất là mạnh nhưng mà thực tế trên chiến trường thì nó lại không có cái tính năng mạnh mẽ như vậy. Ví dụ như là Kinzhan chẳng hạn. Ông Putin từng nói Kinzhan là các loại tên lửa mà không thể đánh chặn nhưng trên thực tế thì ta thấy là trong cuộc chiến Ukraine nó đã bị đánh chặn nhiều lần. Hay tên lửa Shamad chẳng hạn. Ông ấy cũng nổ rất là ghê về Shamad và bây giờ là Burevestnik. Và không chỉ là đưa ra một cái thông tin để chơi chơi thế đâu Tổng thống Putin đã dùng cái bài phát biểu của mình là đeo mật một cái khả năng Là ông ta có thể là từ bỏ cái hiệp ước cấm thử hạt nhân Và nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ là một cái điều rất là nguy hiểm Và nó sẽ thúc đẩy những cái quốc gia mà đang theo đuổi chương trình hạt nhân của mình Có thể là có thêm động lực ví dụ như Iran hay Triều Tiên Nên nhớ Ông Putin vừa gặp ông Kim Jong-un cách đây ít ngày thôi Và Nga được cho là đứng sau chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên Có thể sẽ hỗ trợ hai cái quốc gia này phát triển chương trình hạt nhân của mình Cũng như là chương trình vũ khí của mình Trong cái bài phát biểu của mình, ông Putin đã tăng cường cái sự hùng biện về hạt nhân của mình với cái việc tuyên bố là thử nghiệm thành công siêu tên lửa mới và đồng thời nêu đề ra một cái gợi ý rằng là Nga có thể tiếp tục thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ. Rồi cũng nói luôn là gần như Nga đã hoàn thành công việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Shamat có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có khả năng mang ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân trên mỗi cái tên lửa như vậy. Trong bài phát biểu của mình thì ông Putin cũng đã nói về cái vụ tai nạn máy bay khiến cho chỉ huy lính đánh thuê Wagner là Jevgeny Priuzin thiệt mạng hồi tháng 8. Và ông nói rằng đây là cái vụ thiệt nạn mạng này là do lựu đạn phát nổ bên trong máy bay chứ không phải do một cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông ta nói là mảnh lựu đạn được tìm thấy trong thi thể những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Không có tác động bên ngoài nào lên máy bay, đây là sự thật đã được chứng minh. Bài phát biểu của Putin đưa ra sau khi mà các cái nhà khoa học và nhà bình luận chính trị theo đường lối cứng rắn ở Nga họ là đã kêu gọi cái việc là Moscow phải quay trở lại thử nghiệm hạt nhân và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các kẻ thù phương Tây của mình. Ông Putin nói là tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân và quay trở lại thử nghiệm. Các cái người mà theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga họ đã kêu gọi Tổng thống Putin là hãy cho nổ một quả bom hạt nhân để cho phương Tây thấy rằng là sự kiên nhẫn của Moscow đối với việc hỗ trợ Ukraine và việc dường như là không sẵn sàng đàm phán nó đang giảm dần. Sự kiên nhẫn họ đang giảm dần. Gần đây thì tổng biên tập đài truyền hình RT do Nga, do của nhà nước Nga là uh, Margarita Simonyan. Bà này nói rằng là Nga cần phải cho nổ một quả bom hạt nhân trên Siberia để mà cảnh báo. Từ năm 1945 đến hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện năm 1996 thì đã có 2.000 vụ thử hạt nhân được thực hiện trên thế giới. Và theo Liên Hợp Quốc, 1.032 vụ trong số đó là của Mỹ và 715 trong số đó là của Liên Xô. Lần cuối cùng Liên Xô thử nghiệm là vào năm 1990. Và lần cuối cùng Mỹ làm như vậy là năm 1992. Đến năm 1996 đến nay thì các quốc gia đã không dùng cái biện pháp thử nghiệm hạt nhân nữa. Ngoại trừ Triều Tiên thưa quý vị. Và Nga Tổng thống Nga đã tuyên bố là họ có thể hủy bỏ việc phê chuẩn về mặt lý thuyết hiệp ước cấm thử hạt nhân quốc tế và nói rằng là Mỹ đã ký hiệp ước cấm thử nghiệm toàn diện nhưng không phê chuẩn trong khi Nga đã ký và phê chuẩn. Và việc cả Nga lẫn Mỹ đều sẽ nối lại các vụ thử hạt nhân nó sẽ gây bất ổn sâu sắc vào thời điểm là căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng hơn bao giờ hết kể từ cuộc khủng hoảng khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962. Đến nay thì ta chưa bao giờ thấy rằng là chiến tranh thế giới nó lại cận kề đến như vậy. Vào tháng 2 thì ông Putin đã đình chỉ việc Nga tham gia vào hiệp ước New Start để hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân mà mỗi bên có thể triển khai. Đây là một hiệp ước giữa Nga và Mỹ. Ông Putin cũng nói rằng là không cần thiết phải thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga vì bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga nó sẽ gây ra phản ứng trong tích tắc bằng hàng trăm tên lửa hạt nhân mà không kẻ thù nào có thể sống sót ông putin thì là một cái lãnh đạo luôn phải treo chống ở giữa hai cái lực lượng à, nếu chúng ta hiểu về cái tình hình chính trị của nga thì ta biết như vậy ở nga nó sẽ có hai cái phe một phe là chủ chiến một phe là chủ hòa phe chủ chiến bao gồm những người mà có thái độ cứng rắn, những cái người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ví dụ như là ông phó chủ tịch hội đồng an ninh nga Dmitry Medvedev chẳng hạn là người mà đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trước đó là có thêm cả ông Kryuchin và ông lãnh đạo của Chechnya Ramzan Kadyrov nữa là những người theo đường lối cứng rắn với phương tây và coi phương tây là mối đe dọa với sự sinh tồn của nga. đó còn một cái phái chủ hòa là những người mà muốn làm ăn với phương Tây thì thường nó bao gồm các cái nhà tài phiệt Nga. Những người mà có lợi ích, quan hệ lợi ích gắn chặt với phương Tây. Và họ không muốn có chiến tranh hay là có xung đột với phương Tây bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ. Điển hình là sau khi mà Nga xâm lấn Ukraine thì rất nhiều các cái tỷ phú của Nga đã bị phong tỏa tài sản. Và đương nhiên là họ bất bình rồi. Đó là hai cái phe mà ông Putin luôn luôn là phải cân bằng lợi ích. Trong những năm đầu cầm quyền của mình thì ông Putin dường như là ngả theo phe chủ hòa Cố gắng để mà vực dậy nền kinh tế của Nga Sau khi mà Liên Xô tan rã Và Tổng thống Nga đầu tiên Ông Boris Ensin Đã để lại một đống đồ nát Cho ông Putin Thì ông Putin muốn rằng là Làm thế nào đó để mà Có thể là giúp Nga vực dậy về kinh tế Và trong những năm mà làm ăn buôn bán rồi là quan hệ tốt với phương Tây thì rõ ràng là kinh tế Nga đã đi lên rất là nhanh chóng. Cho đến năm 2008, Nga tấn công Georgia và sau đó 2014 Nga sắp nhập Crimea thì quan hệ với phương Tây là nó đã xuống thấp đi đáng kể. Và đến năm 2022, khi Nga tấn công xâm lấn Ukraine thì quan hệ nó hoàn toàn đổ vỡ rồi. Thuận theo đó là cái việc kinh tế Nga dần dần tụt giảm giá dầu suy giảm cũng khiến họ tụt giảm nhưng cái quan trọng đó là họ bị phương tây cấm vận và bây giờ thì dường như là ông putin đã ngả với cái phe chủ chiến nhiều hơn cái phe mà muốn rằng là nước nga phải cứng rắn với phương tây và không ngại có một cái cuộc chiến tranh nữa với phương tây và thông qua cuộc chiến tại ukraine này thì dường như phe chủ chiến họ đang chiếm được cái lợi thế trong cái việc là giành được sự ủng hộ của ông putin ông putin tôi cho rằng là đang ngả dần về phe chủ chiến với những cái luận điệu cứng rắn hơn mỗi ngày và đặc biệt là cái việc mà ông luôn tục đe dọa dùng vũ khí hạt nhân, nên cũng tương tự những gì mà ông Medvedev cấp phó của ông ấy đã làm trong suốt những ngày qua. Bây giờ chúng ta dường như là ít tìm được những tiếng nói ôn hòa từ các quan chức nga, những tiếng nói ôn hòa từ phía nga là ít đi ngày càng ít đi. Một trong những cái tiếng nói ôn hòa mà hiếm hoi thì có thể là nó sẽ nó nó thuộc về một cái nhân vật đó là ông Sergei Lavrov ngoại trưởng Nga cũng thường nói về cái việc đàm phán với Nga nhưng bây giờ thì dường như ông Lavrov không còn nhiều vai trò nữa rồi chúng ta thấy ông ấy gần như rất ít xuất hiện Ở phe chủ chiến đã có vẻ như là chiếm ưu thế rồi chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm ông Putin bây giờ đang đứng trước những cái bước ngoặt lớn trong việc đưa ra cái quyết định của mình. Nếu như theo cái quan điểm lập trường của phe chủ chiến thì chắc chắn là sẽ có một cái gì đó leo thang kinh khủng với phương tây. Tôi không dám đoán trước nhưng có thể là một vụ thử à, vũ khí hạt nhân chiến thuật chẳng hạn và nó sẽ kéo cả thế giới đi vào một cái vòng xoáy khủng hoảng tồi tệ. Kinh tế sẽ tiếp tục suy giảm. Còn nếu ông theo phe chủ hòa thì à, cuộc chiến ukraine có thể là sẽ sớm kết thúc nói là sớm nhưng cũng có lẽ là phải vài năm nữa. Gần đây thì cũng xuất hiện một cái video đăng trên mạng xã hội được cho là nói về cái cái, cái 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 cuộc đột kích của quân đội nga. Xin lỗi, cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào Crimea Cái video đó đã được đăng tải ở trên kênh YouTube của Bộ Quốc Phòng Ukraine. Và nó cho thấy rằng là các cái thuyền Các cái tàu Các cái xuồng của Ukraine Đã đổ bộ vào Crimea các đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm của họ đã đổ bộ vào Crimea. Đoạn clip này dài một phút được cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đăng tải ở trên YouTube và nó quay qua đêm cho thấy nhiều cái tàu nhỏ tiếp cận với khu vực mà Kiev nói là bán đảo Crimea ở trên biển đen. Nó kết thúc với cảnh hai người lính dơ cờ Ukraine mà nói Crimea sẽ là của Ukraine Gần đây Nga đã hứng rất nhiều đòn tấn công của Ukraine tại Crimea Và họ đã tăng cường các biện pháp an ninh để mà uh, tăng cường cho Crimea Thế nhưng mà có những cái vụ đột kích như vậy của lính Ukraine Đặc nhiệm Ukraine Nó vẫn diễn ra đấy Không rõ thời điểm cuộc đổ bộ diễn ra nhưng nó diễn ra vào ban đêm và có sự tham gia của hai đơn vị binh sĩ Ukraine. Andriy Yusuf, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nói với tờ báo địa phương là Pravda rằng là đơn vị trong chiến dịch Crimea này chịu một số tổn thất nhưng phía Nga có thêm nhiều nhân sự thiệt mạng hoặc bị thương. Ông Yusuf nói rằng là đã xảy ra một trận chiến với quân chiếm đóng của Nga. Nhiều người trong số quân xâm lược đã thiệt mạng và bị thương. Và thật không may cũng có tổn thất trong số quân phòng ngự Trong số cái lực lượng phòng vệ của chúng ta Mặc dù con số này không nhiều như quân Nga Còn cơ quan tình báo của phòng Ukraine thì tiết lộ rằng là Các đơn vị đặc nhiệm Stukna và bravo đã đổ bộ trên lãnh thổ bán đảo Crimea Và bắn vào những kẻ chiếm đóng Và bài viết nói rằng là Crimea sẽ là của Ukraine Vinh quang cho Ukraine và diễn biến này xảy ra cùng lúc với việc là hình ảnh vệ tinh nó cho thấy hạm đội biển đen của Nga đang chạy trốn từ cảng Sevastopol tới Novorossiysk ở Krasnodar miền Nam của nước Nga và hải cảng của Nga tại Feodosia trên bán đảo Crimea để mà tránh các cái đòn tập kích của các cái xuồng không người lái cảm tử. Đó là diễn biến tại Crimea quý vị có câu hỏi gì cần chúng tôi giải đáp thì xin mời quý vị hãy bình luận và chúng tôi rất hân hạnh được giải đáp những câu hỏi đó của quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng tăng cường các cái tương tác cùng với quý vị trong lúc mà chúng tôi nhận thấy rằng là cái sự tương tác đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự kết nối với nhau tốt hơn. Cho nên bây giờ quý vị nếu như mà có câu hỏi gì thì xin hãy đặt và chúng tôi sẽ dành ít phút để mà chia sẻ lại những cái quan điểm của mình với những câu hỏi đó của quý vị. Quý vị mong muốn điều gì hay là muốn chúng tôi giải đáp cái điều gì? Tôi nghĩ rằng là đó là một cái điều mà chúng ta sẽ phải bây giờ chúng ta sẽ sẽ tiến hành những cái hoạt động đó giao lưu với nhau. Nhiều người nói rằng là sao cái ông này livestream xong là kết thúc luôn, không thấy giao lưu gì hết. Thế thì uh, quý vị hãy đặt câu hỏi đi. Tôi sẽ uh, cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Có người hỏi rằng là Putin uh, có sợ chết không? Thì uh, tôi nghĩ rằng là trong cuộc đời ta ai mà chẳng sợ chết, đúng không ạ? Nhưng mà người ta từ xưa đến nay thì cũng chẳng tránh được cái chết cả. <laughs> Rất sợ nó nhưng không tránh được nó thì phải đối diện thôi. Tất nhiên ông Putin là một lãnh đạo quốc gia thì cái sự an nguy của ông ấy cũng rất hệ trọng với nước Nga. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ông ấy có sợ chết. Nhất là trong thời điểm mà quyền lực của ông ấy đang bị lung lay như vậy. Thì chắc là ông ấy sẽ cần phải có thêm nhiều biện pháp bảo vệ an ninh cho mình. Nếu như xảy ra một cái vụ gì đó giống như cái câu chuyện mà Prigozhin mà tấn công vào doanh trại quân đội Nga rồi đòi bắt các tướng của Nga, thậm chí là hành quân cả về Moscow đấy. Nếu nó xảy ra một lần nữa thì có lẽ là ông Putin Chắc là sẽ không an toàn, sẽ không được an toàn lắm đâu. Ông Putin chắc chắn là ông sẽ không có hiện diện nhiều tại điện Kremlin đâu. Bởi vì cái điện Kremlin đó, quý vị nhớ đã từng bị UAV tấn công rồi. Người ta nói rằng đó chỉ là nơi mà ông ấy tiếp khách một cách nhanh chóng thôi. Còn cái việc mà sinh hoạt các thứ là ông ấy ở một cái biệt thự khác, ở một cái vùng gần ở Moscow thôi. Tôi quên mất điệp thứ biệt thự ấy rồi. Và cũng có những nguồn tin nói rằng là thậm chí ông ấy có cả một cái tòa lâu đài tại Biển Đen nữa cơ. Những nguồn tin đó thì nó cũng chưa xác thực lắm. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là ông Putin hầu như là không ở trong điện Kremlin làm việc mấy đâu. Có khán giả hỏi rằng là có quân Triều Tiên tham chiến không? Thì tôi chưa xác nhận cái thông tin này. Mặc dù là cũng có những đồn đoán rằng là Kim Jong-un sẽ gửi quân đến tham chiến tại Ukraine nhưng mà có vẻ như là cái điều này nó còn đang phải là ở trong cái tình trạng là pending tin đồn chúng ta chưa xác nhận nhưng cái việc hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga tôi đánh giá là họ đang tiến tới một hợp tác quân sự như vậy và hiệu quả của nó đến đâu thì chúng ta phải chờ chỉ biết rằng là sau cái cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim Jong Un vừa rồi thì không thấy họ nói thêm gì nữa không thấy tình báo của phòng Mỹ nói gì Vì tôi đoán rằng là cái hợp tác đó không thành công lắm khi mà Triều Tiên có thể là sẽ hét giá các cái đạn pháo mà bán cho Nga hoặc là Nga cảm thấy là chất lượng đạn pháo của Triều Tiên không tốt lắm cho nên có lẽ là họ cũng chưa mua. Chúng ta sẽ chờ thêm thôi. Có người hỏi là tài sản của ông Putin có hơn 200 tỷ đô phải không anh Lê Minh? Có một số cái nguồn tin thì nói rằng 200 tỷ đô là cái con số mà tài sản thực sự của ông Putin đứng tên dưới nhiều danh nghĩa, vợ con rồi bạn bè rồi các thân tín của mình. Và trên giấy tờ thì ông kê ông ấy không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà ai cũng biết rồi, một người nắm quyền đến hai mươi mấy năm ấy, ở Nga như vậy. Một nước quốc gia mà cũng có tình trạng tham nhũng khá là tồi tệ thì tôi nghĩ rằng họ cũng không nghèo đâu. Đúng không ạ? Họ không nghèo đâu. Tin của đô đốc hạm đội biển đen. À, thế nào, đã chết hay chưa Ông Sokolov Skolov Là hạ, tư lệnh hạm đội Biển Đen Mấy ngày qua thì người ta bắt đầu đồn đoán Là ông ấy đã thiệt mạng trong cái vụ tập kích Của Ukraine vào ngày 22 tháng 9 Sau đó mấy ngày thì Nga đăng một cái hình ảnh Là ông ấy đang ngồi họp báo Thế nhưng mà rõ ràng Cái điều đó không phủ nhận được những cái tin đồn Và gần đây thì chúng tôi không nhận được cái tin gì Về ông Sokolov nữa rồi Tôi đoán nhiều khả năng nếu không thiệt mạng Thì cũng bị thương bởi vì quý vị nhìn lại cái clip mà Nga tấn công, xin lỗi mà Ukraine tấn công vào trụ sở hạm đội biển đen thì sẽ thấy rằng là cái tên lửa nó đánh rất mạnh và hai tên lửa cùng lúc ít nhất là như vậy. Bắn liên tiếp như vậy. Nếu như có người bên trong đó thì sẽ không thoát khỏi đâu. Rồi chúng ta đến với những cái câu hỏi tiếp theo. Quý vị hãy đặt thêm nhiều câu hỏi. Có người nói là Putin chừng nào chết tôi không biết được <laughs> rất khó trả lời nhưng mà một cái nhà lãnh đạo thì họ luôn luôn đối mặt với nhiều nguy cơ ám sát rồi là đảo chính này kia họ cũng không hề có một cuộc sống dễ dàng đâu khán giả hỏi tại sao nga càng ngày càng tàn bạo với ukraine nhưng cả mỹ và nato cũng chẳng làm gì được sau mỗi lần nghe đe dọa hạt nhân theo anh thì tại sao như vậy cảm ơn vâng một câu hỏi rất hay tại sao nga lại ngày càng leo thang chiến tranh với ukraine mà nato và mỹ lại đứng ngoài thì tôi nghĩ rằng đó là vì họ không muốn khiến cuộc xung đột này leo thang hơn nữa. Hiện tại thì chính trường Mỹ chúng ta đã thấy là có những cái sự mâu thuẫn rất lớn về vấn đề là viện trợ hay không viện trợ cho Ukraine nữa. Và nó đã khiến cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ mất chức một cái chuyện mà chưa từng xảy ra trước đây. Nó cho thấy rằng là vấn đề mà viện trợ cho Ukraine hay là ủng hộ Ukraine nó nhạy cảm như mức độ nào. Bây giờ cuộc chiến đã bước sang tháng 19 rồi. Và không nhiều quốc gia Tôi nghĩ là như vậy, họ muốn là có xung đột trực diện với Nga. Anh và Mỹ là những quốc gia đi đầu. Mỹ thì vẫn rất dè chừng bởi vì là họ biết rằng nếu như chiến tranh xảy ra thì kho vũ khí hạt nhân của hai bên là có lúc sẽ phải dùng đến. Còn Anh thì họ mạnh dạn hơn. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà Anh tỏ ra rất là 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 cứng rắn với Nga là một cái điều cũng bất ngờ. Tới đây họ còn đang muốn là đưa cả binh lính sang để mà huấn luyện trực tiếp cho binh sĩ Ukraine nữa mỗi lần nga đe dọa hạt nhân thì rõ ràng là châu âu cũng rất là khó xử bởi vì là châu âu vẫn đang còn phải nhờ vào cái ô hạt nhân của mỹ cho nên tôi nghĩ rằng với câu hỏi của khán giả là tại sao mà nga đe dọa hạt nhân như vậy thì mỹ nato cũng chẳng làm gì được là nó vì là họ không muốn cái sự leo thang nó trở thành một cuộc chiến tranh thế giới đại chiến thế giới mà cuộc chiến hạt nhân thì quý vị biết rồi cả đôi bên đều sẽ thua không có bên nào thắng hết một khán giả khác có hỏi là kinh tế và lạm phát của Nga sau khi bị bao vây kinh tế à, Tôi cũng không có được nhiều con số cụ thể nhưng mà tình hình chung là kinh tế Nga khó khăn Tuy rằng là tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ mà thâm hụt ngân sách của họ Họ cũng công bố một cách mù mờ Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng là từ năm 2014 khi mà Nga sắp nhập Crimea và bị trừng phạt Thì kinh tế Nga liên tục đi xuống Khi giá dầu tăng lên một chút thì nó có hồi phục một chút Nhưng Uh, một nền kinh tế mà phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu và nguyên liệu xuất khẩu như vậy, thì tôi nghĩ là nó không bền vững. Bây giờ khi mà họ đang bị uh, tẩy chay và bao vây về kinh tế, thì tôi nghĩ là áp lực kinh tế lên Điện Kremlin là cực lớn. Năm tới họ còn gia tăng ngân sách quốc phòng của mình nhiều hơn nữa, và điều đó khiến cho uh, cái áp lực về mặt kinh tế đè nặng là sẽ rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy rằng là những cái biện pháp trừng phạt nó sẽ không có tác dụng ngay đâu, một vài năm nữa, năm năm nữa, rồi ta sẽ thấy một cái bức tranh khác. Kinh tế Nga thì dù gì mà nói thì họ cũng là một cái nền kinh tế mà có thể là tự cấp tự túc. Họ có nhiều tài nguyên là lương thực lại nhiều nữa. Thực ra trong đời người ta thì chỉ cần hai cái thứ đấy là có thể duy trì được sự sống rồi đúng không quý vị? Là lương thực và nhiên liệu là có thể duy trì cơ bản được cuộc sống rồi. Thế thì Nga có hai cái loại đó rất là dồi dào, cho nên họ cảm giác như họ vẫn khá là tự tin và họ không sợ những biện pháp trừng phạt phương Tây. Nhưng mà 3 đánh một không trột cũng khỏe Rất nhiều quốc gia Đang ngày càng tỏ ra hờ hững hơn với Nga Ví dụ Trung Quốc chẳng hạn Trung Quốc Ấn Độ gần đây đã Lên án Nga rất là mạnh Trung Quốc thì lên án nhẹ thôi Bày tỏ quan ngại về hạt nhân Còn Ấn Độ thì lên án cũng khá là gay gắt Cho nên chúng ta thấy rằng là Những cái đồng minh của Nga Có lẽ là cũng Không giúp ích được gì nhiều về kinh tế cho Nga Còn Ấn Độ và Trung Quốc những nước trung lập mà lâu nay vẫn mua cái tài nguyên của Nga, mua nhiên liệu của Nga để mà phát triển kinh tế được cái giá hời thì bây giờ họ vì sức ép của Mỹ và phương Tây. Vì cuộc chiến kéo dài cho nên họ cũng không thể mãi làm như vậy được, bởi vì sức ép dư luận quốc tế quá lớn. Khán giả hỏi khả năng Nga sử dụng hạt nhân lớn không? Tôi cho rằng là khả năng này thấp, không lớn. Họ cũng không dại gì để dùng hạt nhân trong lúc này cả. có khán giả hỏi đã có thông tin Campuchia cử chuyên gia phá bom mìn giúp cho Ukraine. Việt Nam có thông tin nào tương tự không? chú Lê Minh tôi chưa nhận được thông tin nào tương tự như vậy. Vâng, chúng ta tiếp tục tua đến một số câu hỏi khác. Quý vị hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để chúng tôi có thể là chia sẻ với quý vị nhiều người hỏi là nga có dùng hạt nhân không thì tôi nói rằng là dùng hay không dùng nó cũng không phải là nga quyết định được bởi vì nếu như dùng hạt nhân thì họ sẽ phải đối mặt với cái việc là sẽ có một cái cuộc tấn công trả đũa mà từ thời chiến tranh lạnh thì nga và ngày xưa là liên xô đấy và mỹ họ đã xây dựng một cái hệ thống trả đũa rất tinh vi có nghĩa là sau khi ví dụ như là mỹ chẳng hạn mà bị nga tấn công hạt nhân rồi ok tấn công một cái căn cứ cơ sở quan trọng hết thậm chí là cả là ba lãnh đạo của Mỹ là bị tiêu diệt sạch thì họ vẫn có một cái cơ chế tự động kích hoạt cái việc là tấn công trả đũa vào những cái vị trí tương tự như vậy ở trên đất Nga, trên đất Liên Xô mà không thể nào ngăn chặn được. Như vậy có thể thấy rằng là đôi bên họ cũng đã lựa lựa sẵn một cái kịch bản đó là cùng là tàn rồi. Huynh đệ tương tàn luôn rồi. Cùng nhau là đi đến diệt vong. Nếu như một bên mà kích hoạt cái cái chế độ này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ họ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Và thậm chí là suy nghĩ thôi là chưa đủ. Họ còn phải đối diện có khả năng đối diện với những cái thảm họa thực sự. Vâng, xin được chuyển đến một cái câu hỏi tiếp theo. có câu hỏi là tại sao các nghị sĩ nga sợ putin mà tất cả không dám phản đối và chống lại putin thì đó là do cái chế độ chính trị của nga thưa quý vị và các bạn một chế độ chính trị mà tôi cho là nó thiên về cái việc là toàn trị hơn mặc dù trên lý thuyết là họ là một cái nước mà có dân chủ đấy nhưng mà những di sản từ thời liên xô với những cái nhà lãnh đạo có thể gọi là lãnh tụ ví dụ như là Stalin hay là những cái người như Lenin thì cái văn hóa của Nga là sẽ sản sinh ra những người như vậy những người mà độc tài như vậy và Putin đã ở cái chức vụ này 23, 24 năm rồi cầm quyền ở nước Nga 23, 24 năm rồi có lúc làm thủ tướng, có lúc làm tổng thống cho nên các nghị sĩ Nga thì cũng đều là người trong đảng của ông ấy thôi người ở trong đảng nước nga thống nhất của người thôi và vì vậy họ không phản đối đơn giản thôi nga đang phòng ngự nga lại phát tờ rơi bằng máy bay kêu gọi ukraine đầu hàng nó có tác dụng gì không lê minh tôi nghĩ rằng cái việc mà đó là cái việc tuyên truyền của người ta thôi trong cuộc chiến nào cũng vậy cũng phải có những cái biện pháp gọi là tâm lý chiến như vậy cho nên một cái biện pháp tâm lý chiến như thế nó sẽ khiến cho đối phương là cảm thấy nghi ngờ về thực lực của mình và nó sẽ tác động đến tinh thần của binh lính ở trên chiến trường. Không chỉ nga phát tờ rơi kêu gọi ukraine đầu hàng đâu mà ukraine cũng phát những cái bản tin những cái tín hiệu như vậy về phía các binh lính nga trên chiến trường. có khán giả nói rằng là cứ trả lời câu hỏi khán giả cho thời gian dài chút nhiều người thích kiểu này. Vâng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp được cái thời gian thì tôi sẽ giao lưu thêm với quý vị. Có người nói là muốn gặp tôi để chia sẻ một số điều để có thể là có lượng thông tin thú vị để chia sẻ. Vâng, tôi cũng mong rằng là ra ngoài đường có thể là gặp được các khán giả của mình. Nếu như vậy, tôi sẵn sàng mời quý vị một cốc cà phê, được không ạ? Nếu như có thời gian quý vị dành cho tôi được có các giả nói rằng là nếu như ông Putin chết thì sẽ có nhiều người lính nga không phải chết nữa phải không? Tôi nghĩ rằng là cũng cũng chưa nói thế thế được. Nếu ông Putin uh, không còn cầm quyền nữa thì lại sẽ có thêm một cái người khác cầm quyền thôi. Nó không phải là cái chuyện mà uh, ông này thiệt mạng rồi ông này không cầm quyền nữa thì chiến tranh sẽ kết thúc. Đảng của ông ấy sẽ lại bầu ra một cái người mới thôi và người đó lại cũng đi đeo đúng theo chính sách của ông ấy thôi. Ví dụ như Medvedev, một người mà được coi là kế nhiệm tiềm năng của ông Putin đó. Tôi nghĩ là như vậy. Nó không phụ thuộc vào việc là ai lãnh đạo đâu, bởi vì nó là chính sách chung rồi. Có người nói là Việt Nam có rút ra được gì từ cuộc chiến này theo anh Lê Minh. Tôi nghĩ rằng là một cuộc chiến như vậy nó sẽ để lại rất nhiều bài học cho các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nhỏ trong một cái cuộc chiến phi đối xứng với quốc gia lớn có nhiều quốc gia có thể rút ra được kinh nghiệm ví dụ như đài loan trong cuộc uh, chiến mà bất đối xứng và không cân tài cân sức với trung quốc hoặc là việt nam chúng ta cũng như vậy việt nam cũng sẽ có được những bài học tác chiến ví dụ như tác chiến du kích kiểu ukraine là họ cũng đã được truyền cảm hứng từ việt nam chẳng hạn rồi cách cách mà ukraine dùng các cái máy bay không người lái các cái thiết bị không người lái để tấn công vào những hạm đội vào những cái cơ sở căn cứ quân sự của nga một đối thủ vượt trội hơn họ rất nhiều Cũng sẽ là một gợi ý cho các quốc gia mà có tiềm lực quân sự không mạnh Mà vẫn có thể là chơi sòng phẳng với các quốc gia lớn mà bắt nạt mình Trong cái câu chuyện này chắc chắn Việt Nam sẽ học được rất nhiều Các chuyên gia quân sự rồi các cái học viện quân sự họ sẽ nghiên cứu cuộc chiến này nhiều đấy thưa quý vị và các bạn À, rồi chúng ta sẽ lướt qua thêm một số câu hỏi nữa Uh, Mỹ có cắt viện trợ cho Ukraine không? Tôi nghĩ rằng là việc Ukraine nhận được viện trợ nữa hay không thì nó sẽ phụ thuộc nhiều về ý chí của cả Mỹ và phương Tây. Mỹ chỉ là một đối tác để cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine thôi nhưng đen là họ lại là đối tác lớn nhất. Và tôi thì đang thấy một cái xu hướng đó là họ sẽ giảm viện trợ. Các nghị sĩ Cộng Hòa chắc chắn là họ cũng không muốn là cắt viện trợ đâu nhưng họ sẽ giảm dần, giảm dần cho đến khi mà một tổng thống cộng hòa có thể lên, ví dụ như ông Donald Trump chẳng hạn. Thì cái việc mà ông Trump ông tuyên bố rằng có thể là kết thúc chiến tranh Ukraine cũng có thể là một cái điều mà chúng ta tin được. Khi mà giảm viện trợ thì Ukraine chắc chắn sẽ gặp khó khăn rồi. Thương vụ F16 Việt Mỹ sao rồi Lê Minh? À, thương vụ này Thực sự mà nói với quý vị là do một cái tờ báo của Mỹ là một số cái tờ báo của Mỹ và châu Âu họ đưa tin F16 có thể là sẽ được bán cho quân đội Việt Nam. À, còn các cái thông tin chính thống từ những cái bên liên quan trực tiếp thì họ chưa xác nhận điều này. Ngay cả là tổng thống Biden hay là các nhà lãnh đạo Việt Nam thì cũng chưa xác nhận thông tin này. À, nhưng cái độ khả tín của nó tôi cho là cao đấy. Cái độ khả tín của nó khá là cao đấy, không hề đơn giản đâu. Và nếu như vậy thì Việt Nam sẽ có một cái vũ khí cực kỳ là tinh nhuệ trong cái việc mà bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Biển Đông. Tôi nghĩ đó là cái mục tiêu mà Việt Nam hướng tới. F-16 là một cái máy bay chiến đấu đa năng. Nó có thể là trinh sát, có thể là tấn công mặt đất, cũng có thể là không chiến được. Và nó quan trọng là nó cũng khá là rẻ. Và hiện tại thì Mỹ vẫn đang sản xuất những cái lô F-16 mới, những cái block mới để mà xuất khẩu sang các nước đối tác và đồng minh. Việt Nam nếu như được bán F-16 cho thì sẽ trở thành một trong những đối tác cực kỳ quan trọng của Mỹ đấy. Về an ninh quốc phòng, hai nước sẽ có nhiều cơ hội để mà hợp tác với nhau hơn. Thưa quý vị và các bạn. Vâng, tiếp theo sẽ thêm một số câu hỏi nữa. Nga di chuyển tàu chiến ở Crimea về đâu? Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã đưa tin là họ di chuyển về Novorossiysk, những cái hải cảng quan trọng của miền Nam nước Nga và cũng an toàn hơn. Fedosia cũng một cái hải cảng ở Crimea cũng được họ di chuyển. Và thực ra mà nói là những hải cảng đó nó cũng không an toàn đâu, bởi vì nó vẫn nằm trong cái tầm bắn của các cái tên lửa và thậm chí là các cái xuồng không người lái của Ukraine. Nếu như tới đây Ukraine nhận được các tên lửa hiện đại từ phương Tây có tầm bắn xa 3 400 cây số chẳng hạn thì những cái hải cảng đó cũng không an toàn đâu quý vị hãy tiếp tục đặt câu hỏi để chúng tôi có thể trả lời thêm một số câu hỏi trước khi mà à, tạm biệt vâng lướt qua một số cái câu à, tôi nghĩ rằng là cuộc chiến này nó sẽ cần phải kết thúc vào một lúc nào đó không phải năm nay thì sẽ là năm tới không phải năm tới thì sẽ là năm tiếp theo bởi vì đôi bên cũng đã quá mệt mỏi rồi ukraine cũng đã thể hiện sự mệt mỏi của mình trong chiến dịch phản công khi mà họ tiến rất chậm và cái hỗ trợ cho họ nó cũng sẽ giảm dần thuận theo thời gian tất cả đều sẽ mệt mỏi về cuộc chiến này rồi chúng ta sẽ chờ đợi thêm những diễn biến mới và nếu như là quý vị không còn nhiều câu hỏi thì tôi cũng xin được tạm dừng chương trình tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo với những câu hỏi và những cái buổi bình luận nó sôi nổi hơn xin chào và hẹn gặp lại